Đây rồi, buổi sáng xin chào tất cả anh em nhé. Cái cây được vừng này nó có cái vết cắt này anh em này. Không kéo sẹo được, nay tôi phải đắp xi măng này để khắc phục cái chỗ này. Không nó thối dần xuống anh em. Cái cây này thì lúc tôi định hình cho nó chắc cách đây cũng khoảng 2 năm rồi anh em. Cái cây này tôi giữ lại bởi vì nó anh em đặt nhưng mà nó tán nó rộng quá mình không gửi được. Đâm ra để lại. Cây này gần như là cây nâu nhất vườn này. Trên 2 năm từ lúc khai thác này. Cắt cụt đây có một cái mầm lên này, cắt cụt đây luôn, tạo thành một con tử. Hôm nay chắc mang cho nó điều chỉnh cho nó một xíu này anh em ạ. Cái con tử này nó ngóng lên này. Mà tôi đưa một cái dây kẽm níu nó xuống này. Thì trước khi nào cái này tôi cập nhật lại cái hình ảnh lúc tôi định hình anh em xem cho vui nhá.